Đây là khóa bồi dưỡng trụ trì lần thứ 26 diễn ra tại chùa Bình An, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang vừa qua. Hơn 300 tăng ni đến từ các tự viện trong toàn tỉnh đã có cơ hội cập nhật, tiếp thu những kiến thức về sứ mệnh của một vị trụ trì trong quản lý tự viện, hướng dẫn Phật tử tu tập trong giai đoạn hiện nay. Tham dự khóa bồi dưỡng trụ trì giúp cho chúng con được nâng cao hơn nữa về kiến thức về giới luật của Đức Phật dạy thông qua sự hướng dẫn từ chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức lãnh đạo giáo hội, và đặc biệt là chúng con được hiểu biết thêm về những chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, giúp cho chúng con có thêm cái kiến thức để áp dụng vào cuộc sống giữa đời thường. Ban đệ tử xem là trụ trì là một cái nền tảng căn bản nhất để giáo hội ổn định và phát triển. Nên là ở đây tập trung vào mấy vấn đề. Thứ nhất là tất cả tăng ni được nghe giới luật và học tập hiến chương, tìm hiểu, nghiên cứu, học tập những quy định của pháp luật mới nhất. Và cuối cùng đó là vấn đề hành chánh đạo và giáo lý. Từ cái nền tảng đó nên là tất cả các chùa của các tổ chức hệ phái đều đi vào nề nếp, ổn định. Sứ mệnh của các vị trụ pháp vương gia chỉ như lai tạng là đem chân lý, ánh sáng Phật Pháp soi rọi tâm hồn, làm cho con người tin tưởng vào lời dạy của Đức Phật và làm theo chính Pháp. Trụ trì là chủ thể, là linh hồn của ngôi tự viện, giữ vai trò lãnh đạo, tiếp tăng độ chúng, là nhà giáo dục tâm linh, dẫn dắt tín đồ hướng tới đời sống thuần lương đạo đức, tu tập giải thoát theo giáo lý Đức Phật. Sự thịnh suy của ngôi chùa ở mặt nào đó cho thấy sự thịnh suy của đạo Phật tại địa phương và ảnh hưởng đến sự thịnh suy chung của Phật giáo Việt Nam. Để nâng cao cái vai trò, vị trí, trách nhiệm của một vị trụ trì quản lý cơ sở tự viện, và đặc biệt là sắp đến đây sẽ thực hiện hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì cơ sở tự viện sẽ là một cấp tổ chức hành chánh của giáo hội, nơi đó sẽ được lập một cái ban quản trị. Một tổ chức tôn giáo trực thuộc thì vị trụ trì sẽ là trưởng ban hộ tự. Điều đó nó nâng lên một cái tầm rất quan trọng cho một cơ sở tự viện, và đặc biệt là vai trò, trách nhiệm, bổn phận của người trụ trì. Vị trụ trì cũng đóng một cái vai trò tổng hợp hết của 13 ban ngành diện, của các cái bộ phận chức năng chuyên môn. Nào là hoằng pháp, nào là hướng dẫn Phật tử, nào là nghi lễ, rồi nào là công tác từ thiện. Thì nói chung tất cả những cái nội dung này thì vị trụ trì là cái người mà ở cái cấp cơ sở của tổ chức tôn giáo, trực tiếp tiếp xúc với tín đồ để mà truyền tải các cái nội dung giáo lý, tư tưởng, đạo đức của Phật giáo đến với tín đồ cũng như những người mà có thiện cảm đối với Phật giáo. Trong thời đại phát triển hội nhập như hiện nay, vai trò trách nhiệm của người trụ trì càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chư tăng ni trụ trì là những nhân tố, là nền tảng để tạo nên tăng đoàn đại diện cho Tam Bảo, hoằng dương chính pháp, dẫn dắt chúng sinh. Vì vậy, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn chú trọng đến công tác bồi dưỡng, trang bị cho vị trụ trì kiến thức cơ bản về pháp luật hiện hành, giới luật Phật dạy, quan điểm đường hướng của giáo hội, trách nhiệm bổn phận của trụ trì. Thời gian qua, rất nhiều khóa bồi dưỡng trụ trì đã được tổ chức tại hầu hết các địa phương, đã mang lại nhiều ý nghĩa to lớn. Việc tổ chức những khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính, trụ trì là rất cần thiết, là cơ hội để tăng ni chia sẻ và học hỏi, trau dồi thêm kiến thức trong việc tu học và làm Phật sự. Cái khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì của năm 2023 thì đều được đưa vào cái nội dung là triển khai hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam đã được tu chỉnh lần thứ 7, rồi quy chế hoạt động của ban tăng sự và một số ban viện của Trung ương giáo hội. Và đặc biệt hơn là trong cái thời đại mà phát triển cái mạng xã hội, rồi cái công tác chuyển đổi số đấy, thì tất cả những cái nội dung này thì đều cần thiết để cập nhật cho tăng ni trụ trì, để quý vị là có được những cái kỹ năng rồi sử dụng phù hợp với cái sự yêu cầu của cái xã hội mới.
của cái thời đại mà chúng ta kêu là kỷ nguyên số. Một ngôi chùa là cơ sở của giáo hội, mà nếu cơ sở được ổn định, tức là giáo hội sẽ phát triển bền vững và lớn mạnh. Còn nếu như cơ sở yếu kém, thì điều đó nó sẽ làm cho cái sinh hoạt của giáo hội bị trì trệ. Do đó, để đào tạo, để xây dựng cho một vị trụ trì quản lý tốt một cơ sở tự viện trực thuộc giáo hội, thì điều này rất quan trọng. Cho nên cái kiến thức dành cho một vị trụ trì thì giáo hội hiện nay rất quan tâm để xây dựng, để phát triển cho cơ sở của giáo hội được phát triển tốt, thì đặt nặng cái vai trò trách nhiệm của một vị trụ trì. Thủ đô Hà Nội được coi là trái tim trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước. Trong bối cảnh đó, các tự viện của Hà Nội cũng ứng dụng linh hoạt các phương tiện giáo hóa sao cho thích hợp với thời đại để làm tròn trách nhiệm, bổn phận của mình. Nhắc đến Hà Nội, không thể không nhắc đến Chùa Bằng như một trong những điển hình. Thời gian qua, Hòa Thượng Trụ Trì đã ứng dụng công nghệ số vào việc hoằng pháp với việc thành lập phòng thu để mở thời khóa thuyết giảng online giáo giới cho bà con Phật tử có nhu cầu. Chỉ cần một vị trụ trì trong bài giảng, trong khóa lễ của mình, hãy hướng dẫn cho Phật tử cài đặt và biết tra cứu như vậy thì rất là lợi ích cho tất cả tầng lớp. Vì bởi vì bây giờ ngay các vị lớn tuổi cũng sử dụng mạng rất tốt. Thì thay vì mạng mà sử dụng trên Internet này, hay là Zalo này, hay TikTok, mà sử dụng bằng các cái câu chuyện truyền tải những lời ca dao tục ngữ mà tổ tiên dạy, đạo đức làm người, dạy cách sống, dạy giữ gìn văn hóa bản sắc, thì đấy là cái mà người trụ trì nên làm. Bên cạnh đó, Chùa Bằng cũng nắm bắt kịp thời những tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhất là công nghệ thông tin, để hướng dẫn Phật tử tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện thiết thực tại địa phương, mang đến yên vui cho bà con nhân dân. Không những thế, Chùa Bằng còn thường xuyên tổ chức các khóa tu một ngày như khóa tu bát quan trai, khóa tu cho học sinh sinh viên hay những buổi lễ nhằm bảo tồn tín ngưỡng bản địa. Nơi đây, như cánh tay nối dài của giáo hội, lãnh đạo Phật tử tại trụ xứ tu học, đóng góp thiết thực cho địa phương và xã hội. Hoằng pháp cho Phật tử địa phương, đấy là hoằng pháp. Hướng dẫn Phật tử tu tập, đấy là hướng dẫn. Làm từ thiện, rồi đặc biệt nhất là nghi lễ, nên kết hợp với tín ngưỡng của địa phương, mình tổ chức ở chùa để cho mọi người được về và quy tụ lòng người nó dễ hơn. Nhưng phải có sự gắn kết của chính quyền, của các chức sắc già làng, trong làng, để mà chúng ta có sự kết nối. Cái điều này thì nó là cái niềm mong ước, không phải đối với lãnh đạo mà của tất cả nhân dân và Nga. Cái mong muốn của ông là hàng năm cứ đến ngày này là duy trì tổ chức cái việc này thường xuyên như vậy, là để cho nhân dân được tham gia lễ. Tại các huyện vùng sâu vùng xa, những nơi nẻo cao ít tự viện, các vị trụ trì cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Phật Pháp đến gần hơn với bà con Phật tử. Ngoài tổ chức những buổi thuyết giảng tại chùa, Chư Tôn Đức còn hướng dẫn bà con theo dõi Phật Pháp qua những trang web bằng điện thoại. Điều này cũng là hành trang trên con đường tu học của đồng bào nơi đây. Nói đến để truyền trao cái giáo pháp đến đồng bào Đức của đồng bào dân tộc thiểu số, thì trong giai đoạn hiện nay với công nghệ kỹ thuật số 4.0, bà con bây giờ cũng đang tiếp cận với cái sự công nghệ thông tin rất là hữu hiệu. Với cái sự dẫn thân phụng sự thì chúng ta tiếp cận với bà con ở trong buôn làng, thôn bản, để truyền đạt cho họ, dạy bảo cho họ, chỉ tay, bắt việc, hướng dẫn, làm những việc lành, tránh những việc xấu, để đem lại cái cuộc sống an vui, hạnh phúc. Có thể nói các vị trụ trì là linh hồn của Già Lam, in dấu sâu đậm trong mọi sinh hoạt của thiền môn và trong lòng đại chúng. Vị trụ trì là nơi nương tựa tâm linh, giữ gìn mạng mạch Phật Pháp. Và trong thời đại mới, vai trò của vị trụ trì lại càng quan trọng hơn nữa khi là người dẫn đầu đại chúng trong tu học, mang hạnh nguyện Bồ Tát, sống vì hạnh phúc, vì an lạc cho số đông.